Shop Hàng Nhật xin chào các bác. Em có một cái chiếc quạt mini các bác nhé, dạng có bù ẩm phun sương này, các bác nhìn thấy đang phun sương này. Đấy, có tia cực tím khử khuẩn, có bình nước này, có bình nước bù ẩm nhé. Cái bình nước này tháo ra được rồi, chắc là phải tắt đi, tháo ra rút ra bình nước nhé. Có túp lăng này, quay. Đấy, các bác nào dùng mà để trên bàn ấy, bàn làm việc mình dùng, mình có thể cho tinh dầu và mình xông tinh dầu luôn. Quạt dạng mini để trên bàn các bác dùng bàn làm việc xông tinh dầu được. Xông tinh dầu với nhà có 3 cấp độ số này, 3 cấp độ số 1, 2, 3 nhé. Có hẹn giờ, hàng của Nhật đấy. Biến áp zin này có thể cắm được điện từ 100V đến 200V nhé. Điện từ 100 đến 240V, 24V. Đấy. Đây là bình nước con này. Bình nước nhé. Bình nước dưới này có một motor để phun nước lên này. Hai tiếp điểm điện. Dạng quạt mini dùng để vừa làm ẩm trực tiếp vào người luôn và có thể làm phun tinh dầu, rất là tiện, hàng Nhật xịn luôn ạ, đẹp mọi nhé. Tình trạng thì mới nguyên hộp này, nguyên hộp các bạn này, nguyên hộp nhé, chữ bóng xốp này, xốp đầy đủ nhé, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này đầy đủ luôn. Yeah. Đấy. Rất là tiện. Các bác nào mà hay phải ngồi bàn làm việc nhiều, mình làm cái con quạt này khá là tiện luôn. Chúc lăng giữ để tắt này, đặt 1, 2, 3. Chúc lăng xoay, bù ẩm, hẹn giờ. Đấy, các bác nhìn hơi nước phun chưa? Đấy, hơi nước đang phun nhé. Có thể cho tinh dầu vào để mình xông tinh dầu, cũng rất là hay, xông tinh dầu các bạn. Đấy. Cái chiếc quạt này em bán là 600 nhé, bác nào lấy thì các bác liên hệ, chi phí vận chuyển. Và sử dụng được điện 220V, chào các bác.